thành danh và thanh danh. Thưa quý vị và các bạn, thử thách COVID-19 cũng cho thấy thế nào mới thật sự là thanh danh. Từ những người nói không rất nhiều lần với hoa hồng, với tiền bạc. Không phải là một mà là rất nhiều lần, là N lần. Giám đốc CDC Bình Dương Nguyễn Thành Danh đã từ chối nhận tiền hoa hồng từ Việt Á, phải nhấn mạnh đến con số là 4,2 tỷ đồng. Và N lần không nhận vì điều đó thật sự đang chứng minh thanh danh của một con người. 10 tháng, 4 ngày tù là mức án mà cơ quan công tố đề nghị với bị cáo Nguyễn Thành Danh, cựu giám đốc CDC Bình Dương, về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Hành vi của ông Danh khá là rõ ràng. Mượn kit xét nghiệm của Việt Á có giá 509.000 đồng thay cho kit xét nghiệm của hãng Roche, thời điểm đó giá là 176.000 đồng. Và sau đó mới hợp thức hóa thủ tục hồ sơ thanh quyết toán. Kết quả điều tra xác định các hành vi này đã gây thiệt hại 55 tỷ đồng. Theo quy định của hình luật, tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hiệu quả nghiêm trọng có khung hình phạt lên tới 20 năm tù. Trong trường hợp phạm tội gây thiệt hại từ 1 tỷ đồng trở lên, mức án đề xuất 10 tháng, 4 ngày tù bằng đúng thời gian tạm giam, vì thế là rất nhân đạo so với hậu quả của hành vi. Nhưng nói đi cũng nên nói lại, chính ông Nguyễn Thành Danh cùng với Giám đốc Sở Y tế Bình Dương Nguyễn Hồng Chương không phải một, là rất nhiều lần đã từ chối nhận hoa hồng từ Việt Á. Trước tòa, bị cáo Lê Trung Nguyên, nhân viên công ty Việt Á khai rằng sau khi Phan Quốc Việt duyệt mức chi 20% hoa hồng cho các cán bộ ở Bình Dương, theo đó, Giám đốc Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở Y tế Bình Dương được 7%, Nguyễn Thành Danh, Giám đốc CDC Bình Dương được 5%. Tuy nhiên, dù nhiều lần gặp ông Danh để đưa tiền, nhưng lần nào ông Danh cũng từ chối. Và số tiền được nộp lại vào tài khoản ngân hàng lên tới 4,2 tỷ đồng. Đứng trước vành móng ngựa, với khuôn mặt khắc khổ và mái tóc bạc trắng, vị cựu giám đốc CDC nói nhiều lần nhân viên Việt Á mời bị cáo đi cà phê, đi uống bia nhưng ông đều từ chối, đều cáo bận. Bởi việc tránh tiếp xúc, đấy là một cách từ chối khéo việc nhận tiền của Việt Á. Năm đó Bình Dương đang là một địa bàn khốc liệt về dịch bệnh. Chẳng hạn chỉ riêng một ngày, 17 tháng 8 năm 2021 đã có tới 3.332 ca dương tính mới được ghi nhận với gần tổng cộng là 49.000 ca mắc COVID-19 và 550 đồng bào ở vào thế cận kề sinh tử. Nói đến cái ngày 17 tháng 8, vì đó cũng là cả nước xúc động trước hy sinh của chị Thùy Linh cùng với một cái thai 20 tuần tuổi, là ngày dư luận lặng người trước bức thư chia buồn được gửi tới gia đình nữ hộ sinh Dương Nguyễn Thùy Trinh hy sinh vì COVID-19. Bức thư ấy viết rằng, điều khủng khiếp nhất trong đại dịch COVID-19 không chỉ là chia cách tinh thần, cắt đứt mọi giao tiếp xã hội, mà còn đẩy những người bị nhiễm, người bị chết vào cảnh đơn độc đến tận cùng. Và rằng chúng ta chỉ có một con đường là phải chiến đấu và phải chiến thắng. Như vậy mới đem cuộc sống mạnh khỏe, bình an vốn có trước đây của chúng ta quay trở lại. Covid giờ đây còn đáng sợ hơn, khủng khiếp hơn khi nó còn là cơ hội bộc lộ sự cấu kết, tha hóa từ ngay chính đội ngũ cán bộ. Về lý thuyết là đang chịu trách nhiệm cho sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Hãy nhớ 109 bị cáo đã ra tòa trong vụ Việt Á. Nhưng thử thách COVID-19 cũng cho thấy thế nào mới thật sự là thanh danh từ những người nói không rất nhiều lần với hoa hồng, với tiền bạc. Những người dù phải chịu trách nhiệm vì những sai phạm nhưng vẫn có thể ngẩng đầu với nhân dân, với bệnh nhân, với những đồng nghiệp đã mất của mình. Mới biết thanh danh là con đường cực kỳ khó khăn, nhưng giữ gìn thanh danh trước những viên đạn bọc đường còn khó gấp ngàn vạn lần. Thời hạn tạm giữ xe trong vụ tai nạn giao thông là bao lâu? Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ xe máy bị ô tô chèn ngã khi đang lưu thông trên đường Nguyễn Xiển, thành phố Hà Nội, tài xế công nghệ Hoàng Mạnh Hiếu, người bị ô tô chèn ngã đã có đơn gửi công an huyện Thanh Trì, Hà Nội về việc xe máy bị tạm giữ hơn 3 tuần sau va chạm giao thông. Nam tài xế cho hay, cuộc sống của anh trông vào tiền chạy xe ôm công nghệ hàng ngày, nhưng 3 tuần nay bị tạm giữ xe, anh không có phương tiện để lao động nên gặp nhiều khó khăn. Anh mong công an sớm giải quyết vụ việc, trả lại phương tiện để anh còn đi làm. Sau thông tin này, không ít người thắc mắc, theo quy định pháp luật, phương tiện gặp nạn trong vụ tai nạn giao thông bị tạm giữ trong bao lâu? Nhìn nhận sự việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Diệp Năng Bình, trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật, Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho hay, theo quy định của pháp luật, quá trình xác minh tin báo, cơ quan điều tra có quyền tạm giữ phương tiện, đồ vật tài liệu để kiểm tra xác minh. Thời hạn tạm giữ phương tiện, tài liệu, đồ vật phục vụ cho công tác điều tra xác minh tin báo tố giác tội phạm phụ thuộc vào thời hạn điều tra xác minh theo quy định của pháp luật. Trong giai đoạn xác minh tin báo, thời hạn xác minh được quy định là 20 ngày, nếu vụ việc phức tạp thì có thể kéo dài hơn nhưng không quá 2 tháng.
Ở giai đoạn này, các tài liệu đồ vật có liên quan đến vụ việc sẽ bị tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra xác minh. Tuy nhiên, khi thực hiện xong thủ tục xem xét dấu vết, giám định định giá đối với phương tiện giao thông mà xét thấy không cần thiết phải giữ lại, thì cơ quan điều tra cũng có thể trả lại cho chủ sở hữu. Còn trong trường hợp vụ việc khởi tố thành vụ án hình sự, thì chiếc xe này được xác định là vật chứng của vụ án. Việc giải quyết chiếc xe này sẽ căn cứ vào quy định tại Điều 106 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự về giải quyết vật chứng trong vụ án hình sự. Ông Bình nói, Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự hiện hành không quy định thời gian tối đa tạm giữ tang vật là bao lâu. Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án Nhân dân sẽ tiến hành giải quyết vụ án theo luật định và vật chứng có thể được trả cho người bị hại trong quá trình điều tra, truy tố hoặc xét xử. Còn nếu vụ việc tai nạn giao thông không có dấu hiệu tội phạm mà người vi phạm chỉ bị xử phạt hành chính và bồi thường theo trách nhiệm dân sự, thì theo luật sư Diệp Năng Bình, thời hạn tạm giữ phương tiện giao thông gây tai nạn được áp dụng theo quy định của pháp luật hành chính. Dựa theo quy định tại Điều 125 Luật Xử lý Vi phạm Hành chính 2012 thì thời hạn tạm giữ phương tiện giao thông gây tai nạn là 7 ngày, được tính kể từ ngày tạm giữ phương tiện. Nếu trong vòng 7 ngày mà vụ việc chưa được giải quyết còn nhiều vấn đề vướng mắc, cần xác minh vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, thì thời hạn tạm giữ được gia hạn thêm nhưng không kéo dài quá 30 ngày, tính từ ngày tạm giữ phương tiện. Nếu vụ việc tai nạn thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp, cần xác minh và thuộc trường hợp phải giải trình, thì thời hạn tạm giữ phương tiện giao thông có thể kéo dài thêm 30 ngày nữa, tổng thời hạn không quá 60 ngày. Việc xin gia hạn này phải được lập bằng văn bản và có chữ ký của thủ trưởng trực tiếp của người có thẩm quyền đang tiến hành giải quyết vụ việc. Luật sư Diệp Năng Bình cho biết, đối với nạn nhân trong các vụ tai nạn giao thông, người bị hại trong các vụ việc tố cáo, tố giác cần lấy lại phương tiện để phục vụ cho cuộc sống. Công việc thì có thể làm đơn đề nghị gửi cơ quan điều tra, viện kiểm sát để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Nếu phương tiện giao thông đã được chụp ảnh, kiểm tra dấu vết, tiến hành giám định, định giá và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật mà không cần thiết phải tiếp tục giữ phương tiện thì có thể trả lại cho người bị hại, ông Bình phân tích. Tuy nhiên, trường hợp vì lý do khách quan, cần phải giữ lại phương tiện để xem xét khởi tố vụ án hình sự, xác định là vật chứng trong vụ án hình sự cần phải thu giữ bảo quản để phục vụ cho quá trình điều tra, truy tố, xét xử mà không thể trả ngay phương tiện cho nạn nhân, thì cơ quan tiến hành tố tụng cũng cần thông báo sớm cho nạn nhân để nạn nhân có giải pháp khác để tiếp tục cuộc sống. Trong giai đoạn này, tất cả thiệt hại về tài sản, về thu nhập và các thiệt hại khác phát sinh thì người phạm tội trong vụ án hình sự phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật. Ông Trịnh Văn Chiến bị xóa tư cách Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký quyết định số 35 của Thủ tướng về việc thi hành kỷ luật đối với ông Trịnh Văn Chiến, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Theo quyết định này, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010-2014 đối với ông Trịnh Văn Chiến. Ông Chiến bị kỷ luật do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thi hành kỷ luật Đảng. Trước đó, hồi cuối tháng 7 năm 2023, sau khi xem xét kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa các nhiệm kỳ 2010-2020 và các cán bộ nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa theo đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị đã quyết định đề nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng xem xét thi hành kỷ luật ông Trịnh Văn Chiến, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015-2020. Theo Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy chế làm việc trong việc cho chủ trương đầu tư, quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch một số dự án sử dụng đất của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. Tập thể Đảng này cũng được xác định vi phạm khi cho chủ trương phê duyệt và thực hiện các dự án đầu tư công thuộc đề án thành phố thông minh, có vi phạm trong quản lý sử dụng đất và thực hiện dự án Hạc Thành Tower, trong công tác cán bộ, trong lãnh đạo công tác, kê khai, công khai tài sản thu nhập. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Bộ Chính trị, Ban Bí thư khẳng định vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục thiệt hại và nguy cơ thiệt hại lớn ngân sách nhà nước. Về trách nhiệm cá nhân, Bộ Chính trị khẳng định ông Chiến đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm này đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục, thiệt hại lớn ngân sách nhà nước, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền địa phương. Ngày 2 tháng 10 năm 2023, tại Hội nghị Trung ương 8, Trung ương Đảng đã quyết định cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Trịnh Văn Chiến, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa.